Vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, thủ đô Viêng Chăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit chủ trì lễ đón. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhằm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngay sau khi kết thúc lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định chính sách nhất quán của cả hai nước là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Hai bên cũng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương, tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác và phối hợp trong các vấn đề chiến lược, tiếp tục phát huy hiệu quả, hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cho cán bộ và nhân dân hai nước, sớm đưa các nội dung của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước, phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ Việt Nam-Lào, trong đó có công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn. Hai bên nhất trí nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng, nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao thông kết nối hai nước, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, năng lượng, nông nghiệp sạch, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm Ấn Độ theo lời mời của Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Kumar Doval tại thủ đô New Delhi. Vào sáng ngày hôm nay, hai bên đã tổ chức các cuộc gặp song phương về hợp tác an ninh. Tại các cuộc họp, hai bên nhấn mạnh cam kết về việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ ngày càng sâu sắc, đặc biệt là trong các vấn đề chiến lược như an ninh quốc phòng, qua đó góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định của hai nước, khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng nhấn mạnh về kết quả của đối thoại an ninh Việt Nam-Ấn Độ lần thứ hai được tổ chức hồi tháng 9 năm 2022 ở New Delhi và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa những phương án hợp tác cũng như các chương trình nâng cao năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ Công an Việt Nam. Nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chia sẻ những khác biệt, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, không được đe dọa và sử dụng vũ lực, không được đơn phương thay đổi hiện trạng. Hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm liên quan đến tình hình thế giới và khu vực. Ngoài cuộc họp song phương với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã chào xã giao Phó Tổng thống Ấn Độ Sri Swadip Dhanka và có cuộc tiếp xúc với Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityananda Rai. Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi. Tượng Bắc Hồ được dựng tại công viên rộng hơn 4.700m2 nằm trong khu ngoại giao đoàn tại điểm giao giữa đường Kautilya và đường Niti. Địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp, được ví như trái tim của thủ đô New Delhi. Bức tượng bằng đồng do nghệ sĩ Ram Suita của Ấn Độ thiết kế, thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Hội đồng Thẩm định Nghệ thuật hồi tháng 7 vừa qua. Các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế, tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp, sinh động nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi, giản dị. Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của cán bộ nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ thời gian qua. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ với Bộ Công an trong một số vụ việc thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự trong nước,
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cán bộ nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết vượt qua mọi thách thức, góp phần hiệu quả đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Bộ Công an đã báo cáo kịp thời Thủ tướng để chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện nhóm giải pháp giúp phòng ngừa tốt hơn với nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê trái pháp luật. Đây là khẳng định của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khi giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu khi xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm 2023 tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Gây hậu quả nghiêm trọng. Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết trong kỳ báo cáo, Bộ Công an đã có văn bản xác minh trả lời 51 trên 51, đạt 100% trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Bộ Công an thống nhất với báo cáo về việc cử tri phản ánh lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục xảy ra, việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào Việt Nam qua tiếp viên hàng không, đặc biệt là tình trạng người dân nhận được các cuộc gọi tin nhắn lừa đảo, xảy ra đòi nợ thuê, tín dụng đen. Bộ Công an đã có cái báo cáo kịp thời với Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các bộ ngành trung ương và địa phương thực hiện 7 nhóm giải pháp giúp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả hơn đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi đòi nợ thuê trái pháp luật. Hiện nay thì đã chỉ đạo lực lượng công an phân tích rõ bản chất của các loại tội phạm này, nhất là tội phạm đòi nợ thuê trái pháp luật, không phải là khủng bố hoặc là vu khống, mà thực chất của cái loại tội phạm này chúng qua làm rõ các cái vụ án thì là thực chất là cưỡng đoạt tài sản. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã giải trình về một số kiến nghị của cử tri được Ban dân nguyện nêu trong báo cáo, bao gồm việc nghiên cứu đề xuất giải pháp phân loại mức độ rủi ro về phòng cháy chữa cháy, tháo gỡ các bất cập trong quy định về phòng cháy chữa cháy để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì nếu chúng ta hạ mức các cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy thì hậu quả liên quan đến cái an ninh trật tự là rất lớn, liên quan đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong các cái trường hợp cụ thể thì Bộ Công an xin tiếp thu và sẽ có cái nghiên cứu để có cái đề xuất với các cái cấp có thẩm quyền, có thể là thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp theo từng cái điều kiện trường hợp cụ thể. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh và cho rằng vấn đề quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy là phải tăng cường tính tự giác trong chấp hành, tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy. Người đứng đầu các cơ sở trọng điểm về chính trị, văn hóa, xã hội và các hộ kinh doanh cá thể phải thường xuyên có ý thức tổ chức kiểm tra việc đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, phối hợp tốt trong việc thẩm định, ra soát và bổ sung kịp thời các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa. Còn trong sáng ngày hôm nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp thường trực Ủy ban mở rộng nhằm thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phiên họp. Dự phiên thẩm tra có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại diện các bộ ngành chức năng, đại diện các ủy ban của Quốc hội. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, với xu hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam. Việc xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm bổ sung những thiếu hụt về chính sách an toàn giao thông, bổ sung những thiếu hụt về chính sách đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bổ sung những thiếu hụt về chính sách vận tải đường bộ, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập về kết cấu và về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong luật giao thông đường bộ năm 2008. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để quy định đầy đủ, chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Qua thảo luận, các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc tách luật giao thông đường bộ thành hai dự án luật
trình Quốc hội cho ý kiến bởi tai nạn giao thông đang là vấn đề lớn của xã hội, trong khi luật giao thông đường bộ năm 2008 không bắt kịp xu thế phát triển. Tai nạn giao thông một năm như thế có những đỉnh cao là nó lên đến gần 14.000 người. Vấn đề tác động xã hội cực kỳ lớn. Đấy là chưa tính người bị thương, mà người bị thương nó thường thường nó lại là ất sức lao động. Thì đến bây giờ cái ngưỡng cửa của cái phát triển thì về hệ thống luật là càng chi tiết, càng cụ thể, càng rõ ràng rành mạch bao nhiêu thì thực hiện nó dễ bấy nhiêu và nó rõ trách nhiệm. Mà tôi nghĩ đối với luật giao thông đường bộ nó cũng nên tách rời ra anh ạ, để làm rõ trách nhiệm. Thì dưới góc độ của y tế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cái luật này được sớm trình và sớm ban hành, và có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Bộ Công an và rất nhiều cái quy định tiến bộ hơn so với cái hệ thống pháp luật về an toàn giao thông hiện hành, cũng như là rất là sát với cái xu thế của các cái công ước về an toàn giao thông quốc tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Các ý kiến góp ý cũng đề nghị hồ sơ dự án luật cần có đánh giá kỹ hơn về kinh nghiệm quốc tế, tách bạch một số nội dung chính sách trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ để không chồng chéo. Phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo ban soạn thảo hai dự án luật thống nhất những nội dung còn giao thoa, bổ sung các quy định về chuyển đổi số để phục vụ chuyển đổi số của chính phủ. Đa số ý kiến đều đồng tình cần thiết ban hành hai dự án luật. Với tính cấp bách hiện nay, đang xảy ra rất nhiều bất cập trong thực tiễn, nên nếu luật được ban hành sớm ngày nào thì khắc phục được ngày đó, với tinh thần cao nhất là bảo đảm an toàn, tính mạng, tài sản cho nhân dân. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu, khẳng định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất cấp bách, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cũng rất cấp bách. Các đại biểu và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản thống nhất với 6 chính sách dự thảo luật nêu. Thưa quý vị và các bạn, thành tựu của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian vừa qua đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Nhưng đây cũng luôn là một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhằm mục tiêu xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay, biên tập viên Nam Hà sẽ có phần trình bày cụ thể làm rõ hơn vấn đề này. Kính chào quý vị khán giả. Phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý cán bộ thoái hóa biến chất như là cắt bỏ cành sâu để bảo vệ cả cái cây. Không có chuyện chỉ tắm từ vai trở xuống. Trên thực tế, vài năm trở lại đây, chúng ta đã xử lý không ít cán bộ đảng viên, trong đó có cả những người có chức vụ cao trong hệ thống công quyền. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại vin vào đó để tán phát những thông tin sai trái thông qua các loại hình truyền thông, nhất là mạng xã hội, nhằm cố tình xuyên tạc, lật ngược bản chất, đánh cháo khái niệm. Cứ có vụ việc nào mới được phát giác, chúng lại bổn cũ soạn lại, lấy cớ để rêu rao, hòng chống phá chúng ta. Tiêu cực liên quan đến các chuyến bay giải cứu. Bản kết luận điều tra vừa được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ban hành, ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên nhiều trang thông tin phản động. Đăng tải với tần suất liên tục, cố tình chè nhỏ thông tin, đưa ra những phỏng đoán mập mờ, lẫn lộn, vờ buông kết luận mang tính suy diễn vô căn cứ để hướng lái dư luận. Trên thực tế, chuyến bay giải cứu, trước đó là Việt Á, hay những đại án tham nhũng liên quan tới các tập đoàn kinh tế lớn, Đảng, Nhà nước ta đã cương quyết làm đến cùng, chỉ rõ tính chất, quy mô sai phạm với những bằng chứng tâm phục, khẩu phục. Ngay cả những hành vi rất khó chứng minh là đưa và nhận hối lộ cũng được đấu tranh làm rõ. Chúng ta có những công bố có thể nói là rất là công khai liên quan đến từng cá nhân đã nhận bao nhiêu tiền, nhận hối lộ bao nhiêu tiền, họ nhận trong hoàn cảnh nào, nhận như thế nào, cho thấy cái sự nỗ lực của các cái lực lượng chức năng trong việc là làm đến cùng, hết sức khách quan và công tâm. Lâu nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng ta tiến hành thường xuyên với quyết tâm làm trong sạch Đảng. Nhưng ở chiều ngược lại, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch phản động vin vào, tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá. Có điều, chúng chỉ bấu víu vào những vụ việc mới ở trong nước để lu loa đặt điều, trong khi các luận điệu thì vẫn chỉ lặp đi lặp lại những điều cũ rích đến mức nhàm chán. Và người dân đa phần đều không còn mấy quan tâm hay bị chi phối bởi những giọng điệu lươn lẹo, cháo trở này. Lấy hiện tượng để quy chụp
làm sai lệch bản chất bằng cách ám chỉ những người tham ô tham nhũng đều là cán bộ đảng viên và hành vi tham nhũng ngày càng nhiều hơn. Dẫn chứng bằng những vụ việc gần đây khi chúng ta mạnh tay xử lý tham nhũng tiêu cực, chúng nhai đi nhai lại rằng phòng chống tham nhũng ở Việt Nam là thanh trừng, đấu đá nội bộ, phe cánh, sân sau. Đấu tranh bè cánh là chỉ có ở các nước phương Tây thôi. Họ đa đảng, nhiều cánh khác nhau. Đấy, còn ở Việt Nam chúng ta đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thống nhất từ trung ương đến cơ sở nên không có chuyện đấu tranh bè cánh. Và cái việc mà phòng chống tham nhũng là cái việc hàng ngày của Đảng. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Mục đích là làm trong sạch Đảng. Làm cho Đảng trong sạch và vững mạnh. Là vì sao? Là bởi vì Đảng ta là lãnh đạo toàn xã hội. Mà nếu không trong sạch và vững mạnh thì làm sao mà lãnh đạo được? Tư tưởng chỉ đạo ở đây là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thượng tôn pháp luật thì không có trừ một ai cả. Bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý. Câu chuyện tham nhũng không chỉ ở Việt Nam. Nhìn rộng ra thế giới, ngay cạnh chúng ta, những quốc gia như Malaysia, Indonesia, Philippines hay Hàn Quốc, tội phạm tham nhũng cũng bị xử lý rất mạnh tay. Ở các nước đấy, xử lý tham nhũng đều là liên quan đến xử lý những người chức vụ rất là cao, thậm chí là cựu tổng thống. Thế thì tại sao họ không cho rằng đấy là cái cuộc đấu đá quyền lực ở cái đất nước họ? Đấy, thế thì tôi khẳng định lại rằng đấy chỉ là những cái luận điệu rất là xưa cũ, rất là nhàm chán. Cái việc gì đúng của Đảng Cộng sản thì nó cũng xuyên tạc. Cái việc gì sai của Đảng Cộng sản ấy, thì nó là khoét sâu, để nó kích động, để nó biểu tình, để nó lật đổ. Cho nên cái việc chống tham nhũng chúng ta không có ngại gì cả và phải quyết tâm hơn nữa. Nói xấu mình có nghĩa là mình đang làm rất tốt. Và đương nhiên thì trên thế giới này, nước nào chẳng có tham nhũng, chẳng có tiêu cực. Thế thì cái việc đấu tranh chống tham nhũng là bản thân của mỗi nước. Thế thì cách làm của chúng ta nó đặc biệt và tôi cho rằng cách làm của chúng ta đang có hiệu quả. Những năm vừa qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng một cách hiệu quả. Vì vậy, chỉ sau 10 năm, chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI toàn cầu của Việt Nam đã tăng tới 46 bậc, từ vị trí số 123 trên 176 quốc gia vào năm 2012 đã tăng lên vị trí 77 trên 180 quốc gia vào năm 2022. Đầu năm 2023, báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố, Việt Nam là một trong 6 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương có tiến bộ nổi trội, tăng 3 điểm và lên 10 bậc trong bảng xếp hạng nhờ nỗ lực chống tham nhũng. Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia cải thiện chỉ số CPI nhiều nhất trong 5 năm liên tục. Ghi nhận của quốc tế đã là sự thừa nhận cho thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam, phủ nhận hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ. Chúng ta đang đứng trên 103 quốc gia, trong đó có đến 95% là các cái thể chế mà tư sản, thể chế đa đảng. Thì vậy tại sao có phải là sinh ra từ thể chế một đảng không? Hoàn toàn không phải, mà tham nhũng sinh ra từ cái nhận thức bản thân của mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình quản lý xã hội, nó còn có những sơ hở thiếu sót, nên là cán bộ đảng viên hoặc là những công chức của nhà nước vẫn có thể lợi dụng để mà thực hiện các hành vi tham nhũng. Giới quan sát quốc tế họ cũng phải thừa nhận rằng Việt Nam làm rất quyết liệt, thể hiện một cái hướng đi đúng trong việc làm trong sạch cái bộ máy cơ quan công quyền. Bởi vì như chúng ta đều có thể dễ dàng đồng thuận với nhau, nếu tham nhũng mà không được ngăn chặn, đẩy lui thì rõ ràng là họ sẽ thẩm thấu, họ sẽ làm thất thoát hết các cái nguồn lực công và từ đó các cái mục tiêu chính sách không đạt được. Cứ được lớn nhất là được ở lòng dân. Dân người ta họ rất đồng tình và họ rất ủng hộ đối với công tác phòng chống tham nhũng của Đảng. Nhìn lại tất cả các vụ xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự của nhà nước trong hơn 30 năm qua, đặc biệt là 10 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đều cho thấy quyết tâm, nỗ lực của Đảng, nhà nước để củng cố sức mạnh nội tại cũng như đập tan những âm mưu luận điệu vu cáo trắng trợn. Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh công khai và quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi một trong những tệ nạn gắn liền với quyền lực nhà nước. Chủ động phòng ngừa, tấn công vào những yếu tố được coi là gốc rễ của tham nhũng như là kiểm soát quyền lực hay là vấn đề đạo đức của cán bộ đảng viên. Đồng chí Tổng Bí thư nói là phải nhốt quyền lực trong một cái lồng. Rõ ràng là trong chuyện phòng chống tham nhũng thì
mỗi một cá nhân, mỗi một con người không chủ quan được. Lạm dụng quyền lực là cái chuyện mà nước nào cũng có. Chỉ có điều là nó được thanh toán dần khi mà cái chế độ pháp quyền nó ngày càng nó vững chắc và cái dân trí ngày càng được nâng lên và những cái biện pháp quyết liệt nó được thực thi thì rõ ràng là cái tham nhũng nó sẽ bị đẩy lùi. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có. Suy cho cùng, để triệt tận gốc vấn nạn này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cần phải có sự đồng thuận, xây dựng một hệ thống chính quyền liêm chính, một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, cơ chế răn đe, trừng trị, nghiêm khắc để không dám tham nhũng và cơ chế bảo đảm để không muốn, không cần tham nhũng. Đặc biệt là có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích được những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mà cái lạnh còn bao phủ khắp các tỉnh miền núi, thì các chiến sĩ công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa nhận được một món quà hết sức đặc biệt và ấm áp. Món quà không mang giá trị vật chất mà hàm chứa giá trị tinh thần lớn lao và bất ngờ hơn nữa khi mà món quà lại đến từ một thiếu niên nghèo. Đó là Phượng Mai Dương, 17 tuổi. Vì hết tiền, Dương đã quyết định đi bộ từ Hà Nội về đến Hà Giang. Và khi đi đến địa phận tỉnh Tuyên Quang thì Dương may mắn được các chiến sĩ công an tận tình giúp đỡ. Cảm kích trước sự chu đáo tận tâm này, Dương đã viết bức thư gửi tới công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Một câu chuyện nhỏ nhưng đã một lần nữa lưu lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Các chú công an rất tốt, đã giúp đỡ một người khổ như cháu. Cháu cảm thấy may mắn khi gặp người tốt như các chú, cháu rất biết ơn. Đó là những lời cảm ơn chân thành của cháu Phượng Mai Dương, sinh năm 2007, trú tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Gửi đến các đồng chí công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trong thư, Dương chia sẻ, từ tháng 2 năm 2023, cháu đi làm thuê ở Hà Nội. Nhưng do công việc nặng nhọc, cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê. Do không có tiền đi xe khách về nhà, cháu Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 4. Thì gặp được cán bộ công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ. Sau khi cho cháu Dương ăn, ngủ để lấy lại sức, các cán bộ chiến sĩ công an xã Sơn Nam đã mua cho Dương đôi dép mới thay cho đôi dép cũ đã mòn rách, đón xe khách cho cháu. Đồng thời trả tiền xe và cho tiền để Dương trở về quê. Cháu cảm ơn các chú, mong các chú mạnh khỏe, làm tốt công việc, giúp đỡ được nhiều người giống như đã giúp cháu. Cháu rất cảm ơn các chú công an Sơn Nam. Lời cảm ơn của Dương được gửi đến chính là món quà bất ngờ đối với các đồng chí công an xã Sơn Nam, góp thêm những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân.